Mặc dù bị chế nhạo nhưng Bộ Kinh Vân không để tâm. Mục đích của anh ta là đoạt lấy tuyệt thế hảo kiếm. Tham, Vân, Si. Đại gia, xin tha mạng. Ta hỏi ngươi thanh bảo kiếm đó giấu ở đâu? Nó được giấu ở trên kiếm chỉ. Kiếm chỉ, được ngươi dẫn ta đi. Lưng chừng sườn ngọn núi nơi bái kiếm sơn trang dựa lưng vào chính là kiếm chỉ. Nơi này dùng để đúc kiếm, lửa nóng hừng hực suốt ngày đêm. Trên kia chính là kiếm chỉ. Tên nô bộc tức khắc bị đánh bất tỉnh. Hắc nhân đi được mấy bước bỗng phát hiện có vô số kiếm, kiếm như trong thi kiếm sảnh cắm hai bên. Đang lúc ngạc nhiên đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong vắt mà từ tốn. Ngày mai tế kiếm các hạ tối nay lấp ló ắt hẳn có ý đồ đen tối. Thanh kiếm này bái kiếm sơn trang tuyên bố thắng giả đắc kiếm, ta tuyệt đối không cho bất cứ ai dùng thủ đoạn để lấy nó. Người đang nói chính là kiếm thần. To mồm, xem ngươi làm sao cản ta. Hắc uy nhân lập tức ra tay, mượn lực bật của thanh kiếm lao lên. Hắc uy nhân thân pháp cực cao, kiếm thần kinh ngạc một hồi rồi lập tức đuổi theo. Lộn người mấy cái hắc y nhân đã qua tới kiếm chỉ. Kỳ lạ, sao chẳng có ai canh gác thế này? Người này có ý đồ bất chính. Vì để ngăn cản hắc y nhân, kiếm thần bất chấp cáo thị đuổi theo vào kiếm chỉ. Từ trong lối đi chật hẹp từng luồng khí nóng tỏa ra, đây là kiếm chỉ. Không lâu sau hai bên mở rộng ra, cảnh tượng hiện ra khiến kiếm thần kinh hãi. Trên sườn đồi xung quanh cắm muôn ngàn thanh kiếm giống hệt như thanh tuyệt thế hảo kiếm giả, làm cho người ta cảm giác như đang đứng giữa địa ngục kiếm. Rốt cuộc cái nào mới là thanh tuyệt thế hảo kiếm thật đây? Hắc nhân là một cao thủ về kiếm, từng thấy qua vô số kiếm, nhưng nhìn thấy núi kiếm này cũng hoảng hốt. Chính ngay lúc này từ trung tâm vang lên một tiếng chuyển động nặng nề của xích sắt. Luyện kiếm sư đời thứ ba của bái kiếm sơn trang, Trung Mi. Kiếm bẩn tiên sinh, bên trong kiếm chỉ có vô số kiếm, cứ lấy một thanh đi. A, hảo nhãn lực, nhưng ông chẳng hề ngoái đầu lại sao biết được là ta. Trong thiên hạ người nôn nóng lấy kiếm ngoài kiếm bẩn ra còn ai tham như vậy? Ha ha, không ngờ tham danh của ta lại lan xa như vậy, quả là vinh hạnh. Lúc này có một hán tử vạm vỡ đến trước kiếm bẩn. Đang tới gần kiếm bẩn bỗng cảm giác một áp lực từ trên áp xuống. Một thanh kiếm đột nhiên bay xuống cắm trước mặt ông ta. Kiếm bẩn tuy vậy nhưng chẳng hề hoảng sợ. Cự phách kiếm. Này, tại sao lại cản đường lão phu? Tại hạ là Ôn Nô, một trong hai thủ kiếm nô của bái kiếm sơn trang, chuyên trách canh giữ hanh tuyệt thế hảo kiếm, tuyệt đối không cho người lạ tới gần. Mong các hạ có thể kiềm chế rời xa cấm đạ này. Thủ kiếm nô Ôn Nô. Nếu vẫn ngoan cố giết không tha. Ôn Nô vừa nói xong từ sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh băng. Một nữ nhân mang theo gió nóng hạ người xuống. Thủ kiếm nô Lãnh Yên. Thanh tuyệt thế hảo kiếm này của bái kiếm sơn trang phải dùng lửa trăm năm mà đúc luyện. Đến nay đã trải qua ba đời luyện kiếm sư, để đề phòng người ngoài quấy nhiễu làm ngưng trệ, hai thủ kiếm nô được cử ra để đời đời thay nhau canh giữ ngọn lửa. Còn vị thiếu hiệp kia, xin hỏi kiếm trong tay cậu có phải là anh hùng kiếm không? Tại hạ là kiếm thần, kiếm này đích thị là anh hùng kiếm. Lần này đường đột xông vào tự biết mạo muội, xin lượng thứ. Cái gì, đó là thần binh anh hùng kiếm của vô danh đó sao? Lão phu đúc kiếm một đời, sở thích thưởng kiếm, nghe nói anh hùng kiếm mà chưa thấy, không biết có thể cho xem qua không? Có gì mà không được chứ? Kiếm thần nói rồi chìa kiếm ra. Tuổi còn trẻ mà đã có khí độ như vậy hiếm có, hay lắm. Trung Mi nói rồi vận kình khí hút anh hùng kiếm về phía mình. Vừa đưa tay anh hùng kiếm đã nhẹ nhàng bay qua tay ông ta. Trong kiếm này ẩn chứa một luồng hạo khí, không hổ danh là thần binh, đúng là hảo kiếm. Tay luyện kiếm sư này quả là cao thủ, đó là chiêu nhiếp kiếm pháp thất truyền lâu nay. Hảo kiếm, người còn hảo hơn kiếm, xem ra anh hùng kiếm không tìm sai truyền nhân. Kiếm thần đại hiệp cũng vì tuyệt thế hảo kiếm mà đến ư? Kiếm thần khẽ gật đầu. Hừ. Các người cứ luôn khoa trương thanh thế tuyệt thế hảo kiếm này, để ta xem nó có tốt như lời nói không. Tiền bối xin dừng bước cho. Ôn Nô vừa nói vừa dùng thân thủ cực nhanh rút thanh cự phách kiếm lên nhằm kiếm bẩn bổ xuống. Một tiếng ầm, thanh kiếm chặn lấy đường tới của kiếm bẩn. Ồ, vị huynh đệ này làm gì mà khẩn trương như vậy chứ? Kiếm thần thiếu hiệp, ta trả kiếm cho thiếu hiệp. Hê hê, tuyền thế gian này đâu chỉ có anh hùng kiếm là hảo kiếm. Câu nói này làm kiếm thần bất ngờ. Ô, theo ta thấy hỏa lân kiếm trên tay Đoạn Lãng,
Tuy là dị kiếm nhưng không thể không xem là hảo kiếm. Rất xứng đáng để sánh ngang với anh hùng kiếm. Ngay lúc này kiếm sắt Trung Mi đang cầm bóng trổ ra kình lực khiến kiếm ông ta vừa đúc xong bị gãy nát. Anh hùng, Hỏa Lân một chính một tả đương nhiên là hảo kiếm, nhưng tới ngày mai chúng sẽ không còn là hảo kiếm nữa. Ô, tiền bối. Họ Trung nhà ta ba đời ở Bái Kiếm Sơn Trang chính là để đúc thanh tuyệt thế hảo kiếm này. Là luyện kiếm sư chúng ta đã dốc hết tâm lực dùng lửa trăm năm để đúc nên kiếm này. Để cho kiếm này trở nên hoàn mỹ, trong trăm năm nay bọn ta phải tận lực không để chút sai sót nào về độ dài ngắn, rộng hẹp và nặng nhẹ. Trời cao không phụ người có lòng, cách đây 10 năm ta đã đúc xong kiếm rồi, trong 10 năm sau này ta có sửa đổi để nó trở nên hoàn mỹ hơn nhưng nó đã hoàn mỹ lắm rồi, không thể nào sửa được nữa. Ánh sáng của nó tỏa ra sẽ bao trùm mọi loại kiếm. Hai thủ kiếm nô nghe lời Trung Mi nói huyết mạch sôi lên không cầm được, phải ngẩng đầu chờ chiêm ngưỡng thanh kiếm mạnh nhất, hoàn mỹ nhất này. Hai người họ từ khi sinh ra đã giữ kiếm, ánh mắt của họ ánh lên nét mừng vui như cha mẹ đang chờ mong đứa con sắp ra đời. Cuộc chiến ngày mai đối thủ ngoại trừ Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, sau lưng còn có thầy trò kiếm ma, nay lại thêm tên tiểu tử này, lúc này là cơ hội tốt phải đoạt kiếm ngay mới được. Nghĩ rồi kiếm bần có ngay hành động, trước mắt tuy có cao thủ trực sẵn nhưng y tự tin khinh công của mình có thể chắc chắn giành phần thắng. Lãnh Yên vừa thấy kiếm bần có hành động hơi lạ lập tức hóa thành một trận gió xoáy lao tới. Ô, cô nương còn trẻ mà đã luyện được khinh công giỏi như vậy. Lãnh Yên thân pháp như gió tức thì chặn ngang trước mặt kiếm bần. Sau tiếng hô vang hai thanh lưỡng nghi, Hoàn Phong kiếm đã rút ra tấn công. Cô nương xuất kiếm hiểm độc như vậy làm sao mà có đứa con trai nào dám để ý cô? Để lão đây dạy dỗ cho cô sớm có ngày xuất giá. Các hạ theo lễ phải đợi đến ngày mai dùng cách chính đáng tranh kiếm. Vậy mà bây giờ thừa lúc đêm khuya tới cướp kiếm, tại hạ không thể đứng nhìn. Người trong tay đã có anh hùng kiếm mà còn tới tranh với ta, xem ra ngươi còn tham hơn ta. Các hạ tâm thuật bất chính, nếu thần binh rơi vào tay người như vậy ắt sẽ gây họa cho võ lâm. Vãn bối đành phải đắc tội rồi. Nói hay lắm. Vị thiếu hiệp kiếm thần này tránh khi mãn tâm, nếu thần binh là do y lấy được thì không chỉ là phúc của kiếm mà còn là phúc của võ lâm. Thần binh sắp sửa ra đời, Trung Mi, Ôn Nô và Lãnh Yên cứ luôn lo lắng không biết kiếm sẽ rơi vào tay ai, lúc này gặp được kiếm thần cả ba cũng thừa nhận đây là chủ nhân lý tưởng của kiếm. Tiểu tử này đã là truyền nhân của anh hùng kiếm, võ công chắc không tệ. Để lão phu thử sức xem ngươi cỡ nào. Nghe nói mạc danh kiếm pháp bác đại tinh thâm, lão phu xin được lãnh giáo. Kiếm bần phi thân lên cao đá số kiếm dưới chân bay vào kiếm thần. Đồng thời lao người bước tới trước. Kiếm bần khéo léo làm cho nhiều thanh kiếm xoay như trong chóng tấn công từ nhiều hướng. Kiếm thần thần khí vẫn ổn định ung dung sử dụng mạc danh kiếm pháp nghênh chiến. Kiếm thần theo vô danh luyện kiếm hơn 10 năm, học hết kiếm pháp, trước giờ hiếm khi xuất lộ thân thủ. Giờ đây phải gặp kiếm bần tinh danh khó giỏi như vậy, rốt cuộc ai sẽ thắng? Đêm khuya trong Bái Kiếm Sơn Trang, vì chuyện tế kiếm ai nấy cũng đã đi nghỉ sớm, chỉ còn mình Bộ Kinh Vân bồn chồn không ngủ được, đi tới chỗ đỉnh viên, bị bức bích họa Hỏa Kỳ Lân thu hút. Hình người trong bức họa rất giống động tác cầm một thanh kiếm, Bộ Kinh Vân nhìn vào bức họa tự nhiên sinh ra một cảm giác khác lạ. Cứ mỗi lần nhìn bức họa cảm giác khác lạ này đều xuất hiện, Bộ Kinh Vân nhìn một hồi lâu từ từ ngẩng mặt lên trời. Bầu trời đêm sương mù dày đặc gió cuốn mây về, bất giác làm anh ta nhớ tới một người, Nhiếp Phong. Từ hồi xảy ra chuyện ở thôn Phụng Khê thì bặt tin Nhiếp Phong, không biết đệ ấy bây giờ ở đâu. Lạc Sơn Đại Phật. Một bóng người từ từ xuất hiện, đi cùng anh ta là một con dị thú. Đứa trẻ đang chơi đùa nhìn thấy giật mình sợ hãi. Lúc này sau lưng truyền tới một giọng nói. Hình trên tường mà thiếu hiệp đang xem có liên quan đến một truyền thuyết là kỳ lân quái sẽ gây họa cho chúng sinh. Sẽ có một người có khả năng hàng ma phục yêu cầm thần binh giết chết kỳ lân quái đó. Sau đó người này sẽ được mọi người tôn sùng lên làm vua. Bộ Kinh Vân lần theo tiếng nói quay lại, ở đằng xa có một người phụ nữ quý phái mang mạng che mặt màu đen. Đây chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chính vì truyền thuyết này mà Bái Kiếm Sơn Trang cả trăm năm đã đổ dồn công sức đi đúc một thanh thần binh. Năm đó tổ tiên Ngạo Gia là luyện kiếm danh sư do cơ duyên đã phát hiện ra bức họa này, cảm thấy đây là một sứ mệnh bèn quyết tâm đúc thần binh cho người phục yêu. Hào phí tâm huyết mấy đời cuối cùng kiếm đã có ngày đản sinh, thành thật đa tạ thiếu hiệp giúp đỡ. Người phụ nữ nói rồi khẽ nghiêng mình tỏ vẻ thành khẩn.
Tôi lần này tới đây để mà đoạt kiếm, có gì mà giúp đỡ? Bộ Kinh Vân nói xong, người phụ nữ đứng sững người không biết trả lời sao. Ngạo phu nhân tối nay phá lệ ra ngoài đi dạo, thật là hiếm có. Sau tiếng nói to, một bóng người cao to từ cao đáp xuống, đó chính là kiếm ma. Ngạo phu nhân vừa nhìn thấy kiếm ma tựa như có ý lẩn tránh, lập tức quay đầu bỏ đi. Ngạo phu nhân, bà đừng đi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà, tôi rất nhớ bà. Bộ Kinh Vân, bà ấy đã nói với ngươi điều gì? Bộ Kinh Vân vẫn im lặng không nói. Thuật lại những lời bà ấy, nếu không ta giết ngươi. Kiếm ma đừng vô lễ, vị thiếu hiệp này là khách của Ngạo gia, ai cho phép làm vậy? Ngạo phu nhân, bà nói chí phải, tôi nhất thời kích động. Ngạo phu nhân chỉ nói mấy câu đơn giản khiến kiếm ma đã nghe theo, vẻ mặt khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Ngạo phu nhân khinh công cũng rất giỏi, nói rồi triển thân bỏ đi. Ngạo phu nhân đợi ta với. Kiếm ma rõ ràng đang lụy vì tình, Bộ Kinh Vân nhìn thấy cảnh này mà chạnh lòng nghĩ tới mình và Khổng Tư. Đang hồi suy tư, bức bích họa Kỳ Lân đột nhiên nứt đổ, gạch đá tuôn xuống đầu Bộ Kinh Vân. Sự thể đột ngột, Bộ Kinh Vân không tỏ ra hoảng loạn mà tung trường đẩy gạch đá ra. Một bức bích họa đẹp như vậy cớ gì lại hủy nó? Ta ghét bức bích họa này, ta ghét luôn cả người. Đại hội tế kiếm ngày mai là ngày ta chờ đợi nhiều năm nay, tới lúc đó ta sẽ cùng bằng hữu của ta rửa sạch mối hận năm xưa, chứng minh thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ quyết phân cao thấp vậy. Bộ Kinh Vân sau khi nói nhạt mấy tiếng liền xoay người bỏ đi. Thái độ lạnh băng ấy của Bộ Kinh Vân tỏ ý chẳng xem Đoạn Lãng ra gì. Hừ, dám coi thường ta hả? Ngày mai ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra. Đoạn Lãng tỏ ra bực dọc với Bộ Kinh Vân, rốt cuộc giữa hai người có thù oán gì? Đại hội tế kiếm lần này tập hợp cao thủ khắp nơi, Vô Song kiếm đã gãy mà ba tiêu huyền quan trên cánh tay Kỳ Lân tí vẫn chưa thông, xem ra cơ hội thắng cực kỳ mong manh. Năm đó Nhiếp Phong và Đoạn Lãng may mắn được cứu từ cơn sóng dữ. Cả hai cùng vào Thiên Hạ hội, Nhiếp Phong lọt vào mắt xanh của Hùng Bá được nhận làm đệ tử thân cận. Ngược lại Đoạn Lãng chẳng được ngó ngàng tới, suốt ngày chỉ làm việc tầm thường, chỉ học công phu cơ bản. Đoạn Lãng tuy chẳng được để ý nhưng không hề nhụt chí, do cha anh ta Đoạn Soái là một kiếm thủ bậc nhất nên anh ta có nền tảng vững vàng và không ngừng khổ luyện. Anh ta chờ đợi và kỳ vọng vào một ngày và nó đã tới. Thiên Hạ hội vì muốn mở rộng thế lực nên cần phải chia ra ba đại đường, và Hùng Bá đã mở đại hội tuyển lựa đường chủ cho ba đường. Để làm được đường chủ thì điều kiện là phải thắng những đệ tử còn lại, bất kể tuổi tác, thân phận, cả ba đồ đệ thân cận cũng buộc tham gia. Tử Hồng, Dương Châu, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương. Sau một lượt cạnh tranh ba đồ đệ thân cận, Đoạn Lãng và hai người khác vào vòng cuối. Sáu người này gồm Tử Hồng 35 tuổi, Dương Chân 29 tuổi, Tần Sương 23 tuổi, Bộ Kinh Vân 20 tuổi, Nhiếp Phong 18 tuổi. Đoạn Lãng nhỏ nhất năm ấy mới 16 tuổi. Kiếm pháp của Đoạn Lãng cao siêu, được các đồng môn chúc tụng. Tuổi còn nhỏ lại được mọi người a-dua, anh ta phấn khởi lắm. Đoạn huynh đệ, cuộc chiến ngày mai cậu đấu với Bộ Kinh Vân, cậu tự tin thắng y không? Tất nhiên. Giỏi lắm, tay Bộ Kinh Vân đó trước giờ chẳng coi ai ra gì, thấy mà ghét, nếu cậu đánh bại được hắn thì tốt quá. Phải đó, Bộ Kinh Vân tự cao tự đại mà. Hắn mà không được làm đường chủ thì mọi người ai cũng vui mừng. Nhưng Bộ Kinh Vân là đồ đệ do bang chủ dìu dắt, nếu thằng y thì có làm bang chủ buồn không? Tuyệt đối không, Hùng bang chủ trọng dụng người tài, nếu biết có người giỏi hơn đồ đệ của người chắc người vui hơn. Nói đúng lắm, nào cạn ly. Sau này làm đường chủ đừng quên tụi này đấy. Trước ngày diễn ra vòng đấu quyết định, Hùng Bá đột nhiên cho gọi Đoạn Lãng. Đoạn Lãng trước giờ rất sùng bái Hùng Bá nhưng từ khi nhập môn tới giờ chỉ thấy thoáng qua hai lần. Nghĩ tới việc có thể gặp Hùng Bá, Đoạn Lãng trong lòng vô cùng hồ hởi. Xem ra công lao khổ cực bấy nhiêu năm đã không uổng phí. Nhưng những lời Hùng Bá nói ra khiến Đoạn Lãng vô cùng bất ngờ. Cuộc chiến ngày mai ngươi phải thua. Tại sao ạ? Đây là mệnh lệnh, không cần phải giải thích, cứ làm theo đi. Bang chủ, người thường nói thắng lợi thuộc về kẻ mạnh. Đoạn Lãng cảm thấy có đủ năng lực đảm đương chức đường chủ, ắt sẽ tận lực trung thành với người. Khắp cả thiên hạ chỉ có mỗi Hùng Bá ta mới là kẻ mạnh nhất. Bởi vậy đồ đệ ta truyền dạy làm sao có thể thua một đứa như ngươi được. Đoạn Lãng, ngươi còn trẻ, cơ hội còn nhiều, cứ biểu hiện tốt sẽ được ưu ái.
Đoạn Lãng bàng hoàng nhận ra mình không thể đảm nhận chức đường chủ không phải là vì không đủ thực lực, mà là vì không được Hùng Bá tín nhiệm. Ở lại Thiên Hà hội là để chờ ngày này, nhưng giờ đây giấc mộng đã tan tành, nỗi uất ức này một người trẻ tuổi như Đoạt Lãng làm sao chịu nổi, cậu ta khóc giống lên. Trong vòng đấu cuối phong, Sương thuận lợi đánh bại đối thủ, còn Đoạt Lãng do tâm hoang mang, chưa đầy mấy hiệp đã bị Bộ Kinh Vân đánh bại. Bộ Kinh Vân đánh bại Đoạt Lãng lập tức bỏ đi, không thèm nhìn Đoạt Lãng một cái, y như là anh ta thắng là lẽ đương nhiên. Đoạt Lãng chưa dốc toàn lực chiến đấu mà bại nên không cam tâm. Trước khi thi đấu Đoạt Lãng huynh hoang tự đắc, giờ thảm bại bị đồng môn cười nhạo. Bực tức nổi lên, Đoạt Lãng lỡ tay giết chết một đồng môn. Thiên Hà hội tối kỵ sát hại đồng môn, Đoạt Lãng biết mình gây ra họa lớn nên lập tức bỏ trốn. Hùng Bá hay tin nổi giận đùng đùng hạ lệnh truy sát Đoạt Lãng, kể từ đó Đoạt Lãng phải sống chui nhùi. Sau bài học này, Đoạt Lãng thề độc dù phải chết cũng không bao giờ lặp lại điều này. Ly này ta kính đệ. Bên trong viên đình một lớn một nhỏ đang ngồi đối ẩm, ra chiều hứng thú lắm. Lần này may được đệ tương trợ dẫn Bộ Kinh Vân đến đây, việc tế kiếm có thể thuận lợi nhanh chóng. Với giao tình của hai ta cần chi phải nói thế. Nếu lão đệ thích ngày mai ta sẽ giết chết tay Bộ Kinh Vân đó. Lão huynh quá khách sáo rồi, không cần phải thế đâu. Ha ha, dù gì thì ta cũng nợ đệ một món nợ ân tình. Tiểu Vĩ là thần thánh phương nào mà có thể ngồi ngang hàng với kiếm ma? Lam Uyển là nơi mẹ của Ngạo Thiên, Ngạo phu nhân tĩnh cư. Đêm nay kiếm ma quỳ trước cửa chờ đợi, ông ta đêm nào cũng thế nên đám tỷ nữ chả thấy làm lạ. Ngạo phu nhân, bà ra đây gặp tôi đi, hai ta đã 2 năm không gặp nhau đàng hoàng rồi. Kiếm ma, thôi đi, tôi đã quyết tâm không gặp ông rồi, ông có quỳ cả đời cũng vậy thôi. Bao năm qua tôi làm tất cả để bù đắp mà bà vẫn lạnh lùng thế sao? Lúc đầu ông đã đang tâm giết chồng ta sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Kiếm ma nghe xong lộ vẻ ghen tức. Bởi y là chồng bà nên ta mới giết y, người kiếm ma yêu thì không ai có thể chiếm giữ. Bất cứ ai để mắt tới bà ta cũng giết. Cho nên ai qua lại với bà gần đây đều chết cả. À, oan nghiệt. Tôi phải nghỉ ngơi ông đi đi. Nói rồi đèn trong phòng phụt tắt. Ngạo phu nhân, vì bà tôi đã nuôi dạy Ngạo Thiên thành tài, giúp Ngạo gia đúc được thần binh, ngày mai là ngày trọng đại của Ngạo gia, xin bà hãy cùng ra để chung vui. Cảm ơn ông, tôi hiểu rồi. Ngạo phu nhân nói ra lời cảm kích khiến kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ mặt với thần sắc vui mừng. Những gì tôi làm cho bà đều xứng đáng, tôi tin sẽ đánh động được trái tim của bà. Dưới đáy sông có một người đang bơi, người này lặn tới đáy sông. Kỳ lạ là dưới đáy sông lại có một tảng băng đang phát sáng. Con thuyền đang đi trên sông đột nhiên đâm phải một tảng băng trôi. À, ở đây sao lại có băng trôi chứ? Bất thần trong tảng băng có một cánh tay cầm một thanh đao trồi lên. Tuyết ẩm đao. Ngạo phu nhân, buổi tế kiếm ngày mai là thời khắc trọng đại, đến lúc đó tôi sẽ tương trợ Thiên Nhi thuận lợi đoạt kiếm, làm mở mặt mở mày cho Ngạo gia. Ngày này tôi đợi đã lâu. Không sai, nhất định phải ra chung vui. Tôi rất muốn gặp bà. Kiếm đại gia, phu nhân rất trông buổi tế kiếm này, xin yên tâm. Kiếm ma, lần tế kiếm này thành công hay không là nhờ ông. Tôi thề không phụ lòng tin của bà. Ngày mai nhất định sẽ dốc toàn lực làm một trận đẹp mắt cho bà xem. Kiếm ma trong lòng phấn khởi bước đi. Thật ra giữa kiếm ma và kiếm bần có ân oán gì sâu xa. Hai người vốn là huynh đệ đồng môn, thời còn trẻ hai người đem lòng yêu một người con gái. Vì thế mà hai người trở nên đối đầu với nhau. Cuối cùng kiếm bần nhờ khéo ăn nói nên đã lọt vào mắt xanh của Hân Ngọc. Trong lúc hai người đang chuẩn bị hôn lễ, kiếm ma hẹn kiếm bần ra, biết kiếm bần tham kiếm nên lấy bảo kiếm là vật tùy thân ra dụ dỗ kiếm bần bỏ Hân Ngọc. Nhưng kiếm ma vẫn ngày đêm mơ tưởng Ngạo phu nhân không màng cơm nước. Hân Ngọc biết chồng có ý thay lòng nhưng biết tính kiếm ma nóng nảy nên trước giờ luôn im lặng. Đêm đó kiếm ma tâm thần bất định khiên cưỡng luyện đoạn mạch kiếm khí nên bị tẩu hòa nhập ma, đau đớn đến chết đi sống lại. Hân Ngọc thấy vậy dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên can. Tướng công phải dứt bỏ tơ tình dục niệm nếu không sẽ tổn hại thân thể. Thế hả, vậy thì ta dứt tình này trước. Kiếm ma đau đớn đến đầu choáng mắt hoa, trong lúc nóng giận đã giết chết Hân Ngọc tại chỗ. Đúng lúc đó bộ thần chạy lại nhìn thấy tất cả, khi thấy cha lãnh đạm với mẹ bộ thần đã không còn tôn trọng ông ta. Giờ đây thấy mẹ bị giết phẫn nộ dâng tràn, bộ thần rút kiếm chém xuống. Kiếm ma công lực siêu phàm,
bộ thần địch không lại nhưng thề quyết đoạn tình cha con. Kiếm ma tính tình quái gở, ông ta vận chỉ như bay khắc lên mặt bộ thần bốn chữ kiếm ma chi tử. Bốn chữ này như là gông cùm vĩnh viễn trói buộc quan hệ hai người. Kể từ đó bộ thần mới lấy mặt nạ sắt để che đi nửa bên mặt. Kiếm ma sau khi vì tình diệt thân đã vứt bỏ hết tất cả, một lòng đi khắp giang hồ tìm người trong mộng. Mấy năm sau kiếm ma đã tìm được người thiếu nữ đó, nhưng giờ cô ta đã là ngạo phu nhân của Bái Kiếm Sơn Trang, và đã có một đứa con trai là Ngạo Thiên. Kiếm ma lửa ghen sôi lên, thừa lúc phu thê họ ra ngoài bái Phật chặn đường giết chóc. Kiếm ma vì tình nhập ma ông ta giết hết thảy mọi người trong đó có cả Ngạo Trang chủ. Trong lúc sôi máu định giết đi Ngạo Thiên thì Ngạo phu nhân bèn lấy cái chết ra uy hiếp. Con ta là hy vọng sống của ta, nếu nó có mệnh hệ nào ta sẽ tự vẫn, người sẽ mãi mãi không có được ta. Đừng, chỉ cần nàng đừng dại dột kiếm ma ta sẽ vạn sự nghe theo. Nhiều năm nay Ngạo phu nhân đã vì con mà sống, cũng thề rằng không bao giờ gặp kiếm ma dưới gương mặt thật. Kiếm ma cũng rất tôn trọng Ngạo phu nhân luôn luôn nghe theo lời bà. Sau này vì theo đuổi Ngạo phu nhân mà ở lại bên trong Bái Kiếm Sơn Trang cách tuyệt giang hồ. Ha ha, Ngạo phu nhân ngày đêm vọng từ Thành Long, ngày mai nếu ta giúp Ngạo Thiên thành đại sự chắc chắn bà ta sẽ vui lòng. Sư phụ, đại thể không hay, tế kiếm có biến. Kiếm bẩn đang đêm xông vào kiếm trì, đoạn lãng không rõ tung tích nơi đâu, nhưng gây gâu là truyền nhân của anh hùng kiếm cũng không mời mà tới. Sở sở suốt đêm trằn trọc. Ba tiêu huyền quan vẫn chưa thông, lại thêm đối phương thực lực khó dò, e rằng lành ít dữ nhiều. Hay là mình đi khuyên can huynh ấy? Sở sở đang đi về phía trước bỗng đâu có một bóng người phóng vào phòng bộ kinh văn. Hắc nhân xuyên qua cửa sổ mà vào giữa kiếm đâm vào bộ kinh văn đang nằm ngủ trên giường. Bộ huynh. À, không có ai ở đây. Muốn sống thì im. Kiếm chỉ. Hề hề, ngày mai các ngươi một lòng tranh đoạt kiếm. Bổn thiếu gia tối nay sẽ hủy kiếp trước. Ta tuyệt đối không để nó ra đời làm che lấp hào quang của Hỏa Lân kiếm. Đoạn lãng cười ngạo nghễ rồi lách người vào trong kiếm trì. Đoạn lãng vào tới kiếm trì thì đã thấy vô số kiếm thủ bao vây chặt nơi này. Kiếm thần vì muốn ngăn cản kiếm bẩn cướp kiếm lập tức thì triển kiếm pháp. Ôn Nô và Lãnh Yên vẫn sợ rằng là kế nhiễu địch nên vẫn giữ im lặng không có biểu hiện gì. Hai người đánh nhau mà chẳng hề nghe tiếng binh khí chạm nhau. Trung Mi ở bên ngoài cũng là cao thủ kiếm nhìn thấy cảnh này không cầm được lời tán dương. Hảo kiếm pháp. Thì ra chiêu này của kiếm thần là danh động nhất thiên, không va chạm mạnh với kiếm bần mà chỉ dùng sống kiếm gõ nhẹ lên sống kiếm. Mỗi chiêu kiếm hiểm ác của kiếm bần gặp phải mặc danh kiếm pháp và anh hùng kiếm thì cứ như là con sư tử bị thuần phục. Kiếm thần ra chiêu là lướt nhưng khắc chế và hóa giải hết tất cả các chiêu của kiếm bần làm ông ta không thể biến chiêu. Kiếm của người sáng mà không chói. Nhu mà không cương xứng đáng với tên kiếm thần. Tiền bối quá khen rồi. Kiếm thần đột nhiên ngã lui ra sau hai bước, tiếp đến đảo mắt nhìn bốn phía quanh kiếm trì. Ngoài ánh mắt của đám người trước mặt không còn ai khác, nhưng anh ta cứ cảm giác có một đôi mắt sắc đang nhìn chằm chằm vào mình khiến anh ta khó chịu. Không ngờ tay đoạn lãng này cũng nóng lòng như vậy. Đang nói bỗng phía sau truyền tới một tiếng. Bộ kinh vân, muốn đoạt kiếm thì phải thắng ta trước cái đã. Hơ hơ, cả tên tiểu tử kín như bưng này cũng tới, xem ra không chỉ có mình có lòng tham. Kiếm bẩn kẻ nổi tiếng với lòng tham đã tới, nếu mọi người không tới e là phải tay không trở về. Bộ kinh vân tiếp chiêu đi. Kiếm pháp của nó đúng là đã tiến xa hơn trước nhiều. Ở trên xích sắt bộ kinh vân mất đi địa lợi, bài vân trường khó lòng thi triển được. Bị dồn bức thối lui liên tục, rơi vào thế hạ phong. Người đến tranh kiếm đã đến đủ. Đại hội tế kiếm đã cử hành sớm một ngày rồi. Muốn giải quyết tên bộ kinh vân này không phải là chuyện gấp, phải hủy kiếm đã rồi tính sau. Bộ kinh vân ngầm đoán được tâm ý của đoạn lãng, vận trường vỗ vào xích. Kinh lực của bài vân trường xuyên qua sợi xích, đoạn lãng như bị điện giật phải buông tay ra. Đoạn lãng vừa chạm đất đã triển thân xông lên, bài vân trường, phiên vân phụng vũ. Bộ kinh vân nhờ thế sợi xích này lên, trường kinh chụp xuống phong tỏa đường tiến của đoạn lãng. Chứng kiến cảnh các đại cao thủ giao đấu Trung Mi không khỏi tấm tắc khen. Chí Chánh và Chí Tả tối nay gặp nhau, thật hiếm có. Tiểu tử này còn trẻ nhưng kiếm pháp tinh thông, nhưng y muốn lấy mạng cả đám người này thì e rằng không dễ. Đang lúc đám người bên trong đang đánh nhau kịch liệt Ngạo Thiên cùng kiếm nô cho người vây chặt kiếm trì. Bộ kinh vân quả nhiên cũng đang ở đây,
Người mau đi mời Ngạo phu nhân tới đây mau lên. Oai lực của bài văn trường khiến cho Nhật thực kiếm pháp của Đoạn Lãng khó lòng chiếm lại ưu thế. Đoạn Lãng hung mãnh sử ra thức kiếm Á Diệp Hoàng, bộ kinh vân thân pháp ảo diệu xuyên qua lưới kiếm dày đặc. Một chiêu đắc thủ nhưng cũng bị Đoạn Lãng trả lại một chiêu. Bộ kinh vân dùng trường đẩy văng Đoạn Lãng ra xa. Đoạn Lãng liền cắm hỏa lân kiếm xuống đất mượn sức bật lao vào tấn công, thuận thế né kiếm bộ kinh vân xoay người đánh một trường vào người Đoạn Lãng. Cận chiến thì trường pháp của bộ kinh vân chiếm thế thượng phong, Đoạn Lãng lâm vào thế bí. Sau khi đỡ được một trường của bộ kinh vân, Đoạn Lãng thuận thế chém vào bộ kinh vân. Thế tới quá gấp, bộ kinh vân đưa cánh tay kỳ lân lên đỡ lấy. Cả tay và kiếm vốn xuất nguồn từ một mạch, so đo một hồi lập tức sinh ra bài kích. Kỳ lân tí tự sinh ra sức mạnh đánh bật hỏa kỳ lân văng đi. Chấn lực quá mạnh, hỏa lân kiếm vụt tay phóng đi, Đoạn Lãng hoảng hốt tung người bắt lấy hỏa lân kiếm. Ở đằng kia bộ kinh vân tung trường mạnh xuống đất làm cát đá bay mù mịt. Hắn làm gì vậy? Thì ra ba tiêu huyền quan trên cánh tay kỳ lân chưa thông, chỉ hơi vận lực là cơn đau dậy lên, bộ kinh vân đấm mạnh xuống đất để giảm bớt cơn đau. Ở bên này kiếm thần trổ ra từng cơn sóng kiếm ảo ạt, người cũng ẩn vào trong sóng, kiếm bần chỉ tấn công thăm dò chứ chưa dám tiến thẳng vào. Tên tiểu tử này kiếm pháp cao thâm thật, xem ra khó phân thắng thua. Đánh mãi mà không chắc thắng thì dừng lại vậy. Kiếm pháp của thiếu hiệp quả nhiên là cao minh, bái phục, bái phục. Kiếm bần vứt bỏ kiếm trước song kiếm cũng bắt đầu yếu dần lộ ra kiếm thần. Tiền bối khoan nhượng à? À, người đó trông mặt rất là quen. Bộ kinh vân cánh tay đau đớn sức chiến đấu sụt giảm, Đoạn Lãng thừa thế tấn công kiếm chiêu rất hiểm ác. Bộ kinh vân nhịn đau lấy cánh tay kỳ lân ra đỡ. Mình trần mà địch lại nổi hỏa lân kiếm, rốt cuộc là bộ kinh vân đã học được công phu gì? Hạ bàn khá trống, cơ hội tốt. Đoạn Lãng đang liên tục tấn công bên trên đột nhiên chuyển xuống tấn công hạ bàn của bộ kinh vân. Bộ kinh vân đang cơn đau thấu tim vốn đã thiếu sức trông đỡ, Đoạn Lãng đột ngột biến chiêu phòng tuyến sụp đổ thương tích đầy mình. Chịu chết đi. Đoạn Lãng càng chiến càng tà, hai thủ kiếm nô đứng nhìn mà phát lạnh. Bộ kinh vân thân lâm vào thế yếu. Kiếm thần đột nhiên đưa kiếm ra tương trợ. Hai kiếm đều là cái thế thần binh, lúc va chạm vào nhau phát ra hào quang chói mắt. Một tránh một tà không ai nhường ai, một tiếng nổ vang lên hai bên bị đẩy ra sau. Kiếm thần, hai ta cùng đoạt kiếm, huynh không cần giúp ta, ta cũng không cần ai giúp. À, là kinh giác phải không? Kiếm thần quay đầu nhìn lại ánh mắt lạnh băng của đối phương tựa như chưa từng quen biết, anh ta đã nhớ ra đó là người bạn thời thuở nhỏ. Không ngờ xa cách bấy nhiêu năm giờ lại trùng phùng. Cách bấy nhiêu năm ta vẫn không đổi. Nhưng hôm nay hai người sẽ mất mạng tại đây. Trong tiếng thét, Đoạn Lãng cầm kiếm tấn công tới, kiếm thần vận kiếm nghiêng đỡ phòng thủ vững chắc như Thái Sơn. Tấn công liên tục mười mấy chiêu, Đoạn Lãng chẳng làm gì được, bỗng dưng dùng đinh cước đá vào kiếm thần. Quả nhiên có chút cân lượng, nhưng không có tư cách đứng ngang hàng với hỏa lân kiếm của ta đâu. Đoạn Lãng gặp anh hùng kiếm thì chiến ý càng tăng. Chiêu tấn công ra càng lúc càng hiểm. Thế kiếm của Đoạn Lãng như cuồng phong vũ bão, thế quyết phá được phòng tuyến của kiếm thần, nhưng mặc danh kiếm pháp vẫn như thành trì, chẳng có kẽ hở nào. Kiếm ý của Đoạn Lãng điên cuồng, tuy tấn công không vào được nhưng hơi đẩy kiếm thần lui về sau. Để tôi giúp huynh. Bộ kinh vân đột nhiên áp trường và kiếm thần truyền nội lực chánh tông của Như Lai thần trường và kinh lực của bài vân trường vào anh hùng kiếm. Kiếm thế của Đoạn Lãng bị dừng lại. Hỏa lân kiếm bị uốn cong tựa như muốn gãy. Bỗng đầu từ trong kiếm chỉ phát ra tiếng thần binh gãy vỡ. Không nên ở lại đây lâu, đợi cho người ta lấy được kiếm rồi mình đoạt lại. Kiếm bần bỏ đi sao được? Ta không còn hứng thú với thần binh, ở lại làm gì? Kẻ nào không ở lại thì chỉ có chết. Ngươi có bản lĩnh giữ lão ở lại đây sao? Đoạn mạch kiếm khí ta tu luyện đã thành, ngươi tới mà lãnh giáo đi. Chiếc áo choàng tung ra chặn lấy đường đi của kiếm bần. Đoạn mạch kiếm khí. Kiếm ma vừa ra tay đã gây trọng thương nặng cho kiếm bần. Ha ha. Kẻ có gương mặt luôn ung dung như kiếm thần đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi cực độ. Thì ra tiếng gãy thần binh vừa rồi là do anh hùng kiếm va chạm với hỏa lân kiếm bị gãy phát ra. Anh hùng kiếm gãy là lúc chánh khí suy yếu. Tà tính của Đoạn Lãng cực thịnh. Lưỡi kiếm trong tay đẩy tới trước làm bị thương kiếm thần rồi đâm vào bộ kinh vân. Không đỡ kịp nữa, hỏa lân kiếm đâm trúng ngay ngực bộ kinh vân. Đang lúc kịch đau ở tay, bộ kinh vân tức thời kẹp lấy kiếm nhấn sâu vào,
đồng thời lúc này một nửa đoạn kiếm bị gãy rơi trúng vai của Đoạn Lãng. Đoạn Lãng nhất thời phân tâm, Bộ Kinh Vân lập tức tung ra một cước. Vô Song kiếm và Anh Hùng kiếm lần lượt bị hủy, đây là điềm lành báo hiệu tuyệt thế hảo kiếm sẽ đản sinh thuận lợi. Ha ha, Anh Hùng kiếm cũng bại dưới tay Hỏa Lân kiếm, thử hỏi thiên hạ có ai dám so kình. Đoạn Lãng đang dương dương tự đắc kiếm bần bỗng đổ sầm xuống đất không rõ là sống hay chết. Đoạn Lãng vừa tránh được tình thế nguy hiểm bỗng một bóng đen bổ tới ngay trước mặt. Kiếm ma. Chưa kịp định thần bỗng nghe bên bả vai đau kịch, thì ra kiếm ma đã đánh tới. Trên cánh đồng lũ trẻ chăn bò đang nô đùa chợt phát giác có điều kỳ lạ. Cái gì vậy nhỉ? Hỏa Thủy Lân. Khách quan, vỏ đao của anh xong rồi. Cảm ơn. Không hay rồi, bên kia có quái vật xuất hiện. Đừng cản đường Cự Kình Bang bọn ta. Một đoàn nhân mã rầm rập chạy ngang qua thôn. Cự Kình Bang ư? Cự Kình Bang là đồng minh của Thiên Hạ Hội, thế lực hùng cứ cả vùng duyên hải này, khách quan phải cẩn thận đó. Các hạ biết tôi ư? Hùng bá tuyên bố tầm nã anh và Bộ Kinh Vân ai mà chẳng biết. Cự Kình Bang ham hở, không lẽ Thiên Hạ Hội có chuyện? Vù một tiếng, tuyết ẩm đao cha vào vỏ, người cũng biến mất. Bên trong Bái Kiếm Sơn Trang, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng và Kiếm Bần lần lượt xông vào kiếm trì, ba người có mặt đầy đủ tế kiếm chẳng khác nào được cử hành sớm. Vì đoạt lấy tuyệt thế hảo kiếm, Anh Hùng kiếm đấu với Hỏa Lân kiếm thế rồi Anh Hùng kiếm bị gãy, kiếm thần tỏ ra kinh hãi không tin nổi. Nhìn lại kiếm bị gãy, kiếm thần chỉ biết chết chân không biết làm gì. Không ngờ anh ta cũng có lúc như vậy, bởi lẽ anh ta chưa từng nghĩ qua có ngày kiếm lại gãy. Ở bên kia, kiếm ma sau khi dùng đoạn mạch kiếm khí làm trọng thương kiếm bần bèn quay sang làm trọng thương Đoạn Lãng. Kiếm ma ra tay cực nặng, Đoạn Lãng máu tươi văng đầy mặt đất. Bộ Kinh Vân, tới lượt ngươi rồi. Kiếm ma giải quyết xong Đoạn Lãng lập tức lao người qua Bộ Kinh Vân. Một ngón tay đưa ra, đoạn mạch kiếm khí đạo thứ ba lập tức bắn ra. Ánh sáng chói lóa soi rõ bóng Bộ Kinh Vân trải dài ra đất. Kiếm khí cũng tới gần sát chân mày. Nguy hiểm tới gần. Bộ Kinh Vân nào có thời gian tính toán, vội đưa cánh tay kỳ lân đỡ lấy luồng khí đó. Cánh tay kỳ lân vốn dĩ đao thương bất nhập, nên kiếm khí lẫn kiếm ma đều bị đẩy bật ra, tạo thành tiếng nổ vang trời. Kiếm thần nãy giờ đứng chết chân bị tiếng nổ làm thức tỉnh. Đoạn mạch kiếm khí vốn thuộc tính cương, nên làm giảm bớt cơn đau trên cánh tay kỳ lân do ba tiêu huyền quan chư thống gây ra. Sao tên tiểu tử này đỡ lấy đoạn mạch kiếm khí mà vẫn rừng rưng như không sao? Khá lắm. Vỡ được chiêu của ta, tiếp chiêu này đi. Kiếm ma ra chiêu thất bại trở nên điên cuồng, chiêu thứ hai này càng cuồng càng mãnh hơn. Giỏi thằng danh này, dám nhiều chuyện, có nghe nói Mạc Danh kiếm pháp lừng danh thiên hạ, để ta xem nó có bao nhiêu cân lượng. Kiếm ma vận kình lực vào ngón tay tấn công vào Anh Hùng kiếm, tức thời phát ra tiếng nổ. Dẫu nội lực của kiếm ma cao cường nhưng nếu luận về kiếm thức thì còn thua Mạc Danh kiếm pháp. Tuy Anh Hùng kiếm đã gãy, mất đi nhiều sự lợi hại nhưng kiếm thần vẫn có thể dùng tay không bức lui kiếm ma. Ha ha, Mạc Danh kiếm pháp có thể xem là danh bất hư truyền. Kiếm ma, tế kiếm là chuyện của Bái Kiếm Sơn Trang, cớ gì ngươi ra tay? Thanh tuyệt thế hảo kiếm này là kiếm của môn kiếm, đương nhiên phải dùng máu của kẻ ương ngạnh nhất để luyện thành. Bộ Kinh Vân vì thù mà sân, Đoạn Lãng vì kiếm mà si, còn ngươi vì kiếm mà tham, trong Phật môn gọi là tam độc. Vào lúc ngày mới bắt đầu dương khí cực thịnh, ta sẽ mời Ngạo phu nhân ra mặt lấy máu của tam độc đúc thành thanh kiếm đáng sợ này. To be continued.